Leo Ngân Anh bất ngờ viết tâm thư xúc động trước khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Đại Dương. Leo Ngân Anh lên ngôi Hoa hậu Đại Dương vào mùa thứ hai năm 2017. Sau khi đăng quang, cô gặp khá nhiều ý kiến trái chiều về nhan sắc của mình, khiến bản thân cô và gia đình gặp khá nhiều áp lực. Vào ngày 13 tháng 5, nhân viên ban tổ chức Hoa hậu Đại Dương đã có họp báo công bố tổ chức cuộc thi để tìm người kế nhiệm cô. Trên trang cá nhân, người đẹp đã có những chia sẻ xúc động. Vậy là mình cũng đã đi hết đoạn cuối chặng đường với vai trò Hoa hậu Đại Dương 2017. Có lẽ trong lịch sử các hoa hậu của Việt Nam, mình là cô gái làm dậy sóng tranh cãi nhất. Từ vẻ đẹp lạ lùng đến kỳ quặc lúc giây phút đăng quang, những lần tưởng vụt mất nhưng lại không quanh câu chuyện chiếc vương miện, đến việc là cô hoa hậu đầu tiên dám đứng lên đối chất bảo vệ quyền lợi của mình. Tất nhiên không một cô hoa hậu nào lại muốn mọi người nhớ đến mình với những câu chuyện tiêu cực cả. Mình vẫn muốn là một hình mẫu, biến những vấp ngã thành một câu chuyện thú vị để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Không chỉ vậy, người đẹp còn chia sẻ những hoạt động của mình trong gần 2 năm qua. Tự nhận thấy mình chưa làm được nhiều, nhưng với lời dạy bảo đã khiến mình trưởng thành sau nhiều vấp ngã, cũng như một ngày cố gắng hơn. Có lẽ vì cứ mãi đối mặt với sóng gió, nên trong gần 2 năm qua, mọi người chưa thấy Ngân Anh làm được điều gì cho cộng đồng hay có những hoạt động nổi bật cho bản thân mình. Nhưng sau cùng, Ngân Anh vẫn thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tất nhiên đi một mình thì không thể đi nhanh, nhưng chắc chắn sẽ dạy mình nhiều điều và làm mình thức tỉnh sau nhiều lần thất bại. Không còn là một cô gái bướng bỉnh, không chịu chấp nhận cái sai của mình, không còn thiết tha với sự nổi tiếng hào nhoáng nhưng hư ảo. Ngân Anh bây giờ có vẻ điềm nhiên hơn, biết suy nghĩ cho những chuyện thực tế và lâu dài hơn. Ngân Anh có thể không là một cô hoa hậu đại diện cho một vẻ đẹp chuẩn mực, không là một cô hoa hậu gắn với nhiều hoạt động để thương mại hóa hình ảnh của mình, nhưng sẽ là đại diện cho thế hệ trẻ về việc không ngừng hoàn thiện bản thân và xây dựng con người mình bằng chính nội dung bên trong. Lời cuối cùng, Ngân Anh cảm ơn thời gian qua có cả ekip tận tình giúp đỡ, khiến cô cảm thấy xúc động vẫn còn nhiều người yêu mến mình. Ngân Anh tuy không có được một ekip hùng hậu để định hướng xây dựng hình ảnh cho mình, nhưng Ngân Anh tự cảm thấy mình may mắn vì đã gặp những người anh, người chị thiện lành nhất trong showbiz để cho Ngân Anh nhiều lời khuyên và giúp đỡ Ngân Anh trong chặng đường vừa qua. Kể cả những anh chị mà em chỉ mới có dịp cộng tác một lần, em cũng xin được cảm ơn và trân quý tất cả. Ngân Anh cũng xin được cảm ơn những bạn fan, những người không ngại số đông mà bất chấp yêu quý và luôn ủng hộ Ngân Anh bằng mọi giá. Nhìn lại, Ngân Anh rất vui khi các anh chị em cùng bước ra từ Hoa hậu Đại Dương 2017 đều có những định hướng riêng và thành công nhất định của mình. Liệu cô gái nào sẽ xứng đáng thay thế Ngân Anh lên ngôi Hoa hậu Đại Dương 2019? Hãy cùng theo dõi chặng đường tiếp theo.